Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Anno 1800. Ngày hôm nay cùng mình khám phá cái hòn đảo và giải quyết những khó khăn để đưa cái đồng tiền balance nó đi về con số dương. Thì hiện giờ mình đã mở rộng được cái hòn đảo ở trên cái thế giới Âu. Ở trong đây mình có tới 4 cái hòn đảo chính. Đây là cái hòn đảo mang tên là Hauste du Remer, tiếp theo là hòn đảo Kalemborg, và cái hòn đảo thứ ba đó là Aspin. Ngoài ra còn những hòn đảo khác thì mình đã cho tàu đi tới đây để chiếm dụng thôi, chứ mình chưa có sản xuất gì trên này cả. Như hòn đảo này thì mình có sẵn số lượng nông dân rồi, nên mình chỉ có sản xuất những cái nhu yếu phẩm trong cái số lực, cái khả năng lao động của lực lượng ở trên đảo này nè. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua từng hòn đảo để mình kiểm tra xem là thành phố đang gặp cái vấn đề gì mà hàng hóa nó, cái số tiền nó lại đi về con số âm như thế này. Đầu tiên mình sẽ tới cái đảo này mình kiểm tra, nó vẫn nhu yếu phẩm thì vẫn no đủ và chưa thiếu gì cả. Tiếp theo là mình sẽ qua cái hòn đảo kế bên đây. Hòn đảo này cũng no đủ, lực lượng lao động vẫn full. Và hòn đảo tiếp theo là hòn đảo Aspin. Vậy là ba hòn đảo đều đầy đủ nhu yếu phẩm, đồng nghĩa với việc là mình cần phải nâng cấp cái lực lượng lao động lên để tăng cái thuế cho thành phố. Khi mà mình tăng lên cái chế độ artisan với học giả thì tiền của mình nó sẽ tăng theo, các bạn có thể thấy được. Vì vậy thì mình sẽ đang mình còn thiếu một cái nhà theater này. Cái nhà này không biết xây ở đâu đây, để mình qua bên đảo cũ mình quan sát xem. Nhà này có vẻ nó nằm ở khúc, có thể là ở đây chăng. Thì mình sẽ xây cái nhà hát ở đây để tăng cái độ vui vẻ lên. Nó cần tới 40 kiến, chính vì vậy mình sẽ đi về cái hòn đảo chính để chở cái kiến qua. Này có tới 39 kiến rồi. Khi mà mình tăng cái lực lượng lao động lên đó, thì cái tiền thuế thu được sẽ rất là nhiều. Chính vì vậy mà cái lượng tiền âm nó giảm đi. Tương tự ở bên đây cũng vậy. Ở bên đây thì vẫn còn thiếu cái máy khâu. Để mình quan sát xem để mình có thể xây được cái máy khâu ở đây không. Có đến 188 viên sắt
sắt non. Như vậy là đủ khả năng để mình xây cái máy khâu, nhưng mà nó lại thiếu cái nhà kiến rồi. Chuyển chở bớt cái kiếm đi qua cái cảng bên đây để mình nâng cấp cái máy khâu, tạo thêm nhiều cái giá trị sản phẩm hơn. Bây giờ mình đã có được nhà theater. Ồ, cái tàu đã bị hải tặc nó bắn này, chỉ thằng nào. Ý theo nào nếu các bạn có cái đội thuyền chiến đủ mạnh, các bạn sẽ đi săn mấy cái con hải tặc này, nó sẽ rơi ra những cái vật phẩm nó có giá trị. Mình sẽ không cần phải sản xuất mà mình sẽ đi cướp của nó thôi. Ok, nó ra rớt ra nè, đi quá gần cái hòn đảo của nó. Ồ, bây giờ thì một chiếc tàu đi viễn thám đã xuất hiện rồi. Bây giờ mình sẽ cho chiếc tàu này đi qua bên thế giới New World để khám phá và sản xuất, để mở rộng cái hòn đảo, để khai thác thêm nhiều cái vật phẩm để sản xuất rượu rum cũng như là giải cổ tông. Nếu các bạn khởi đầu game chơi khó khăn về tài chính, các bạn có thể sản xuất thật nhiều xà bông để bán, để bù vào cái lượng tiền mà bị âm và thiếu hụt. Ok rồi, bây giờ mình sẽ sản xuất máy khâu bên đây. Thành phố bây giờ đang thiếu artisan rồi, nên là mình phải dừng bớt một vài cái lực lượng lao động, chẳng hạn như là cái nhà sản xuất kiến này, nhà đồ họp. Mình dừng cái này lại đây. Mình qua bên đây để mình nâng cấp cái nhà hát lên. Thiếu sắt rồi. Bây giờ mình có thể đi diễn thám. Các bạn sẽ có được ba cái vùng đất. Thứ nhất đó là The Lion, là cái thế giới bên châu Phi. New World là cái thế giới bên vùng đất Nam Mỹ, là cái Sunken
Future Experience này có thể là bên vùng đất Bắc Cực. Thì đầu tiên chúng ta cần phải đi khám phá cái vùng đất New World trước. Vùng đất này rất là quan trọng. Nó sẽ tạo ra những cái sản phẩm như là bụi rum này, rồi giấy cô tông. Các bạn phải chọn một cái con chào tàu chiến có cái máu trâu nhất, đó là con Ship of the Line, và chọn những cái vật phẩm chẳng hạn như gỗ. Đấy, mình bỏ gỗ vào thì bắt đầu cái máu nó tăng lên rất là nhiều. Rồi bạn cho thêm bơm thử coi nào, bơm cũng lên full luôn rồi. Như vậy thì thêm một cái nữa là bánh mì thôi ha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu cái hải trình này để đi khám phá cái vùng đất mới. Thì trong thời gian đó mình cần phải mua thêm những cái con tàu chiến để hỗ trợ cho cái quá trình đi mở rộng bờ cõi. Mình sẽ đi phân phối những cái nguyên vật liệu này ở trong thành phố này đi. Các bạn nếu muốn tăng cái lượng tiền thì các bạn phải xây những cái con đường bằng gạch thay cho những cái con đường đất. Có như vậy thì thành phố nó mới có nhiều lễ hội. Và đây là một cái đợt lễ hội này. Nếu lễ hội càng nhiều thì cái lượng tiền của mình nó sẽ càng tăng. Nó sẽ giảm đi những cái chỉ số âm. Như hiện giờ là mình đã giảm âm từ 1.200 về 1.491 thôi. Nên các bạn ưu tiên nếu có nhiều gạch thì hãy xây những cái đường để trang trí cái khu đô thị cho nó sang trọng lên. Khi đó thì thành phố nó sẽ phát triển thịnh vượng hơn. Ok rồi, ngoài ra các bạn còn phải đi kiếm những cái ngôi sao như thế này để làm những cái nhiệm vụ để kiếm thêm tiền. Chẳng hạn như cái này là phân phối cho cái người này 14 cái bánh mì. Các bạn sẽ lấy cái tàu chiến. Ồ, lộn rồi, chiếc này đi đâu xa thế. Mình sẽ đi lấy thêm sắt, thêm gỗ để mình đi cướp cái hòn đảo bên kia. Ok, còn hai hòn đảo mình chưa có cho tàu tới xâm lược là cái hòn đảo này. Bây giờ mình xây thêm cái nhà hát theater nữa để cho nó phát triển, nhưng mà lại thiếu gạch rồi. Nãy mình đã phát triển nhiều quá nên gạch nó bị âm rồi. Phải chờ thêm gạch.
chuyến hải trình đi xâm lược, đi khám phá vùng biển mới đã có một cái diễn biến mới này. Ngày thứ nhất ở ngoài biển, con tàu của mình vừa rời khỏi thế giới World và nó đang di chuyển về cái thế giới New World, nên nó đã thông báo cho mình biết. Rồi bây giờ mình sẽ cho hai con tàu này đi tấn công cướp biển thử xem nó có rớt ra cái món gì không. Rồi bây giờ thì mình sẽ nâng cái nhà hát theater này lên. Các bạn sẽ thấy tiền nó giảm xuống này. Cái tầng đó chưa xong, họ và hiện giờ nó cũng đang thiếu xúc xích, bánh mì, rất là nhiều thứ. Để mình nâng cấp cái xúc xích lên nè. Ở nào cái thành phố mình nó đang âm. Đây rồi. Theo thì rất là nhiều, nhưng mà cái lượng xúc xích thì không đủ. Video của mình đến đây xin phép được kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo nha.